Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo sau khi xem hết video này để đồng hành cùng chúng tôi cũng như đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Xin kính thưa quý vị và các bạn, không còn huấn luyện viên Park Hang-seo mà là bảng tiếp tục hào phóng treo thưởng lớn để Thái Lan vượt mặt Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Trong một bài phỏng vấn, Malampang có chia sẻ: dù chắc chắn chúng ta sẽ đi tiếp vào vòng loại đấu trực tiếp, mỗi trận đấu vẫn có ý nghĩa, đặc biệt là trận đấu với Saudi Arabia. Nếu như chúng ta thắng, chúng ta sẽ lọt top 100 thế giới ngay lập tức. Chính vì vậy, bất cứ ai có cơ hội để chơi, hãy chiến đấu hết sức và tin tưởng lẫn nhau. Tôi muốn cổ vũ tinh thần như một món quà và động viên đội tuyển. Tôi sẽ thưởng 1 triệu bạt cho mỗi điểm. Malampang hứa thưởng nóng nếu tuyển Thái Lan không thua Saudi Arabia. Trước đó, bà Malampang đã hân hoan vì tuyển Việt Nam toàn thua ở Asian Cup 2023. Tuyển Thái Lan dự kiến sẽ vượt Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA và lấy ngôi số 1 của Đông Nam Á sau hơn 2.000 ngày. Việt Nam bị trừ thêm 11,32 điểm vì thua Iraq. Thầy trò huấn luyện viên Philip Trusser bị trừ đến 41,06 điểm nên rớt từ hạng 94 xuống hạng 105 FIFA. Đội tuyển Thái Lan đã được cộng đến 22,83 điểm và leo lên hạng thứ 102. Thái Lan có thể cải thiện thêm thứ hạng nếu không thua Saudi Arabia. Tại Asian Cup 2023, Thái Lan có 4 điểm sau 2 trận đấu và chắc chắn đi tiếp vào vòng đấu loại. Thái Lan thăng hoa dưới thời tân huấn luyện viên Masatada Hisi, người chỉ có hơn 1 tháng bổ nhiệm thay ông huấn luyện viên Mano Pukin. Như vậy, Thái Lan tạm thời vượt mặt Việt Nam để trở thành số 1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, đây là bảng xếp hạng chưa chính thức, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ có mặt ở vòng đấu loại sau 2 trận đấu ấn tượng. Chúng ta sẽ không dừng lại. Trong quá khứ, Malampang đánh giá huấn luyện viên Park Hang-seo rất cao. Bà từng chia sẻ rằng: tôi nhìn thấy sự phát triển của bóng đá Việt Nam đều thể hiện rõ trên bảng xếp hạng FIFA khi xếp trên Thái Lan. Nó đã thôi thúc tôi và buộc tôi phải dành lời khen cho huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã làm thay đổi bóng đá Việt Nam và cục diện bóng đá Đông Nam Á. Với đội tuyển Việt Nam, mọi thứ rơi tự do trên bảng xếp hạng FIFA sau thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Việt Nam đã chắc chắn mất top 100 vào tháng 2 tới do bị loại ở Asian Cup 2023 nên không còn cơ hội để cải thiện thứ hạng. Như vậy thì tuyển Việt Nam có kết quả kém nhất Đông Nam Á ở Asian Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam kết thúc Asian Cup 2023 bằng trận thua 2-3 trước đội tuyển Iraq. Thầy trò huấn luyện viên Philip Trusser thua cả 3 trận, không có điểm nào, để thủng lưới 8 bàn và ghi được 4 bàn. Đội tuyển Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á có thành tích kém nhất tại Asian Cup 2023. Ở lượt trận cuối cùng của bảng E, đội tuyển Malaysia đã giành được trận hòa quý giá trước đội tuyển Hàn Quốc. Họ bị đối thủ dẫn trước 2 lần nhưng đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-3 ở phút bù giờ thứ 15. Đội tuyển Malaysia ghi 3 bàn, thủng lưới 8 bàn nhưng có tới 1 điểm sau 3 lượt trận đấu. Nằm cùng bảng đấu với tuyển Việt Nam, đội tuyển Indonesia thua 2 trận và thắng 1 trận. Đội bóng xứ Vạn Đảo giành được 3 điểm từ chính trận đối đầu trực tiếp gặp đội tuyển Việt Nam. Họ ghi được 3 bàn thắng và để thua 6 bàn. Đội tuyển Thái Lan trở thành lá cờ đầu của Đông Nam Á tại Asian Cup 2023. Trong ngày ra quân, thầy trò huấn luyện viên Issim Masatada giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội tuyển Kyrgyzstan bằng cú đúp bàn thắng của Subhachai Chayret. Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Thái Lan hòa 0-0 trước đội tuyển Oman. Họ giành vé đi tiếp sớm ở lượt trận đấu 4 điểm và hiệu số là dương 2. Asian Cup 2023 là nốt trầm đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam. Ở giải đấu cách đây 4 năm, đội tuyển Việt Nam thậm chí là đội đầu tiên vượt qua vòng bảng đến Qatar bằng lực lượng cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm. Dễ hiểu tại sao đội tuyển Việt Nam thường phải nhận những bàn thua đáng tiếc. Đánh giá về giải đấu đã qua, huấn luyện viên trưởng ông Philip Trusser nói: đương nhiên là bảng đấu mà đội tuyển Việt Nam góp mặt rất khó khăn. Tuy nhiên phải thẳng thắn thừa nhận rằng mục tiêu là vượt qua vòng bảng và ít nhất là có một trận thắng. Chúng ta đã không đạt được, chúng ta đã phải thừa nhận điều đó. Chúng ta đá bóng là hướng đến thành tích. Vâng, đúng rồi, trong đầu của mỗi người dân Việt Nam, mỗi cổ động viên Việt Nam, bóng đá là phải có thành tích. Huấn luyện viên Trusser hãy thay đổi. Ông Trusser cần phải hiểu rằng không phải trận đấu thua nào không chấp nhận được, mà chiến thắng mới chính là thứ giúp ông giữ được chiếc ghế để tiếp tục mộng mơ. Giữa làn sóng chỉ trích bùa vây, huấn luyện viên Philip Trusser vẫn tin tưởng rằng đội tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng và trong hành trình dài. Tuy nhiên, sau thất bại ở Asian Cup 2023, nhà cầm quân người Pháp phải hiểu một số điều là ông sẽ chẳng thể đi đến được cái đích bởi nó còn rất xa. Không thể câu thêm được sự kiên nhẫn cũng như lòng tin của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, cũng không thể câu niềm tin của người hâm mộ và các cầu thủ. Ông Trusser là huấn luyện viên nhận lương cao nhất lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Chỉ tiêu mà VFF đặt ra cho nhà cầm quân 68 tuổi là câu chuyện không được công khai, nhưng chắc chắn phải có yếu tố thành tích. Xét trên khía cạnh này, có thể nói huấn luyện viên Trusser không đạt được định mức KPI đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam đến Asian Cup 2023 với mục tiêu vượt qua vòng bảng. Những gì các cầu thủ thể hiện trong 3 trận thua vừa qua cho thấy họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn điều đó. Chính huấn luyện viên Trusser cũng thừa nhận như vậy.
Tuy nhiên kết quả cuối cùng lại là thất bại. Dù dư luận có lo lắng, tức giận đến mức đòi sa thải huấn luyện viên Chuser trong 3 đội bóng đánh bại đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023, Iraq và Indonesia là những đối thủ của vòng bảng World Cup 2026. Đây là mốc tính KPI thứ 2 của nhà cầm quân người Pháp đối với tuyển Việt Nam. Nếu thua tiếp Indonesia trong loạt trận tháng 3 tới, ông thầy người Pháp coi như thất bại cả chiến dịch. Cần nói thêm rằng vòng loại World Cup 2026 dễ hơn vòng bảng Asian Cup 2023. Bởi ngoài Iraq và Indonesia thì đội tuyển Việt Nam cũng không phải đấu với Nhật Bản, thay vào đó là Philippines. Chính vì vậy chưa cần so thành tích của người tiền nhiệm là tiến đến vòng cuối cùng, việc không vượt qua vòng bảng đấu của hai đội bóng Đông Nam Á là thất bại khó chấp nhận được. Sau những gì xảy ra ở Asian Cup 2023, huấn luyện viên Chuser hiểu rằng hai trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là những thử thách mà ông không được phép thua. Vẫn còn một số bộ phận cổ động viên ủng hộ huấn luyện viên Chuser và VFF vẫn kiên nhẫn với nhà cầm quân người Pháp, nhưng có lẽ lòng tin đó đã giảm đi đáng kể. Cách duy nhất để huấn luyện viên Chuser câu thêm thời gian cho chính mình để hướng đến cái đích dài hạn là cải thiện thành tích trên sân. Không còn thời gian để vị huấn luyện viên 68 tuổi này nói thêm về tiềm năng và sự tiến bộ mỗi khi thất bại. Tuyển Việt Nam có đủ những trận thua chấp nhận được rồi, huấn luyện viên Chuser đến lúc phải thắng. Những phát biểu mới nhất của nhà cầm quân này cho thấy ông hiểu điều đó. Ông thầy người Pháp nói với các cầu thủ trước giờ rời Qatar về nước: "Chúng ta đá bóng là hướng đến thành tích. Tuyển Việt Nam có những phút giây thi đấu đáng khen trước Nhật Bản và trước Iraq, những đội mạnh hàng đầu của châu lục nhưng vẫn thua." Ông Chuser còn nói một câu nữa với học trò: "Chỉ cần kết quả tích cực hơn, mọi người sẽ nghĩ khác." Lời này cho thấy nhà cầm quân 68 tuổi hiểu được giá trị của một chiến thắng lớn như thế nào vào lúc này và khao khát cháy bỏng điều đó. Đây cũng không chỉ là câu chuyện câu giờ để giảm bớt sức ép, để trì hoãn nguy cơ mất việc. Có một thứ khác mà ông Chuser cần đến chiến thắng để níu giữ, đó là lòng tin của các cầu thủ. Ông Chuser muốn xây dựng đội tuyển Việt Nam từ tư duy. Để làm được điều đó, ông phải thuyết phục được các cầu thủ tin tưởng và đặt những bước chân thật chắc chắn vào con đường mà ông đã vạch ra cho họ. Tuy nhiên họ cứ đá tốt mà đạt yêu cầu mà đến cuối cùng vẫn không thể giành chiến thắng thì tất nhiên chỉ là bánh vẽ mà thôi. Đó là lý do phía sau màn ăn mừng đầy cảm xúc của huấn luyện viên Chuser khi Nguyễn Đình Bắc ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam trước Philippines. Đó là trận thắng duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Chuser xen giữa 8 trận thất bại từ tháng 10 năm 2023 đến nay. Vị huấn luyện viên người Pháp nhắc đến câu chuyện lòng tự tin khi nói về khoảnh khắc đó. Bây giờ và khi đội tuyển Việt Nam trở lại vào tháng 3, một chiến thắng có giá trị như thế. Sau rất nhiều những câu chuyện lý thuyết về quá trình, đến lúc huấn luyện viên Chuser phải tỉnh ngộ để nghĩ về một thứ thực dụng hơn. Đó chính là bóng đá thành tích, không phải những trận thua chấp nhận được, mà chiến thắng mới là thứ giúp ông Chuser giữ được chiếc ghế để tiếp tục mộng mơ. Huấn luyện viên Chuser không thay đổi thì chính ông sẽ bị thay thế. Và đây cũng là điểm kết cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.